tại sao Tổng Bí thư Tô Lâm vẫn vững tin để công khai chống Trung Quốc? Gần đây, mối quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc được đánh giá là xấu đi kể từ khi ông Tô Lâm trở thành Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước. Trong khi đó, ông Tô Lâm ngày càng tỏ thái độ công khai chống Bắc Kinh, ủng hộ Hoa Kỳ và phương Tây, bất chấp áp lực từ các tướng lĩnh quân đội thân Trung Quốc. Những điều vừa kể trên chắc chắn đã khiến cho Trung Nam Hải không hài lòng. Điều đó đã thể hiện rất rõ trong thái độ của lực lượng hải cảnh của Trung Quốc những ngày gần đây đối với ngư dân Việt Nam trên Biển Đông. Họ đã truy sát và đánh đập ngư dân Việt Nam rất dã man. Vào ngày 29 tháng 9, lính Trung Quốc đã cho thuyền áp sát tàu cá của Việt Nam, sau đó lên tàu và dùng gậy sắt tấn công các ngư dân Việt Nam ở khu vực gần quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, khiến 10 người bị thương. Đồng thời, họ đã cướp tất cả hải sản, công cụ đánh bắt của ngư dân, chỉ để lại một máy định vị để tàu có thể chạy vào bờ. Một bất ngờ lớn vào ngày 2 tháng 10, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã tổ chức họp báo để phản đối Trung Quốc hành xử thô bạo với ngư dân Việt Nam. Theo đó, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng lên tiếng phản đối và chỉ đích danh lực lượng Trung Quốc đã hành xử thô bạo. Theo bà Hằng, Việt Nam hết sức quan ngại, bất bình và cương quyết phản đối các hành xử thô bạo của Trung Quốc đối với ngư dân và tàu cá của Việt Nam đang hoạt động tại khu vực quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Đồng thời, bà cũng yêu cầu Trung Quốc khẩn trương điều tra và thông báo kết quả cho Việt Nam, không để tái diễn các hành động tương tự trong tương lai. Theo giới quan sát, đây là điều hết sức bất thường trong mối quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc. Đáng chú ý, trong một báo cáo mới nhất gửi Bộ Ngoại giao, Hội Thủy sản Việt Nam đã liệt kê các vụ việc ngư dân Việt Nam từng bị phía Trung Quốc cướp phá, đánh đập, gây thương tích. Trong đó có vụ việc xảy ra đúng vào ngày 19 tháng 8 là ngày ông Tô Lâm đang ở thăm Trung Quốc và hội đàm với ông Tập Cận Bình. Mới đây, Tổng Bí thư Tô Lâm và giới lãnh đạo Việt Nam đã cho Tập Cận Bình và Bắc Kinh một vố đau. Cụ thể, Việt Nam đã thống nhất về quyết định chủ trương dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam không phụ thuộc vào nước ngoài, tức là sẽ không để Trung Quốc làm chủ đầu tư theo kế hoạch ban đầu dưới thời cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã vạch ra. Đây được cho là quyết định có chủ ý của ban lãnh đạo Hà Nội dưới sự chỉ huy của Nhạc trưởng Tô Lâm. Ngược dòng thời gian vào ngày 18 tháng 7, đúng vào ngày Bộ Chính trị ra thông báo phân công ông Tô Lâm tạm thay thế cương vị Tổng Bí thư của ông Trọng, thì cùng ngày Bộ Ngoại giao Việt Nam bất ngờ tuyên bố về việc Việt Nam đệ trình đơn lên ranh giới thêm lục địa mở rộng ngoài 200 hải lý ở khu vực Biển Đông lên Liên Hợp Quốc. Được biết, đây là một quyết định đã có từ 15 năm trước, nhưng đã bị Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gác lại. Vậy mà, ngay sau khi ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng qua đời, ông Tô Lâm đã chỉ đạo cho Bộ Ngoại giao chính thức hóa quyết định này. Điều vừa kể trên đã khiến cho Bắc Kinh giận dữ và họ lập tức cho máy bay quân sự không người lái quấy rối gần bờ biển của Việt Nam. Hiện nay, Bắc Kinh đang nỗ lực tìm mọi cách đẩy Việt Nam và Tổng Bí thư Tô Lâm vào thế tứ bề thọ địch. Việt Nam sẽ khó có lối thoát nếu Bắc Kinh cố tình tạo các sự kiện bất ổn trên Biển Đông nhằm châm ngòi cho một cuộc xung đột quy mô lớn giữa hai bên. Giới quan sát quốc tế đánh giá ông Tô Lâm tự tin khi thực hiện các chuyến công du dài ngày mà không lo ngại về việc mất quyền lực trong nước, cho thấy vị trí lãnh đạo của ông hiện khá vững chắc. Phải chăng lực lượng tướng lĩnh quân đội dưới quyền kiểm soát của Đại tướng Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang cũng như các lãnh đạo thuộc phe công an vẫn kiểm soát tốt tình hình? Chúng ta hãy cùng chờ xem. Quý vị các bạn vừa theo dõi bản tin Tại sao Tổng Bí thư Tô Lâm vẫn vững tin để công khai chống Trung Quốc. Dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam, Tổng Bí thư Tô Lâm lại cho Tập Cận Bình một vố đau. Sau khi kết thúc chuyến công du Tây Bán Cầu đến Mỹ và thăm chính thức Cuba, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm lại tiếp tục chuyến thăm chính thức cấp nhà nước đến Mông Cổ, Iran và Pháp. Điều này có liên quan đến một thông tin hết sức đáng chú ý. Đó là mới đây, truyền thông nhà nước đưa tin Bộ Chính trị đã quyết định đầu tư dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam không phụ thuộc vào nước ngoài. Vào ngày 2 tháng 10, báo Tuổi Trẻ đưa tin đường sắt tốc độ cao Bắc Nam độc lập và tự chủ. Bản tin dẫn lời Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Xanh Huy cho biết Bộ Chính trị và Trung ương đã quyết định dự án nói trên không phụ thuộc vào nước ngoài, bởi vậy bất kỳ quốc gia nào cũng sẽ bị ràng buộc. Theo phương án được tư vấn, nghiên cứu và đề xuất, dự án kể trên được thiết kế với tốc độ 350 km/h, chiều dài 1541 km với hệ thống đường đôi khổ 1m43, điện khí hóa bắt đầu từ ga Ngọc Hồi Hà Nội qua 20 tỉnh thành phố và kết thúc tại ga Thủ Thiêm Sài Gòn. Tổng mức đầu tư cho dự án vào khoảng hơn 67 tỷ đô la, dự kiến sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước
bố trí các kỳ kế hoạch đầu tư công trung hạn. Thời gian bố trí vốn trong khoảng 12 năm, mỗi năm bình quân khoảng 5,6 tỷ đô la. Đáng chú ý, kế hoạch kể trên đã được Bộ Chính trị và Ban Chấp hành Trung ương thống nhất về chủ trương. Chính phủ Việt Nam sẽ có các phương án để huy động nguồn vốn trong nước và tùy theo khả năng cân đối có thể phát hành trái phiếu. Trong trường hợp vay nước ngoài phải đi kèm điều kiện ưu đãi, ít ràng buộc và điều kiện lớn nhất là phải chuyển giao công nghệ cho Việt Nam. Giới quan sát đã đánh giá cao quyết định và kể trên của ban lãnh đạo Việt Nam. Theo học giả Trương Nhân Tuấn từ Pháp, công nghệ đường sắt cao tốc bây giờ không còn là bảo bối của bất kỳ quốc gia nào. Trong ba nước Đức, Pháp, Nhật, Việt Nam có thể chọn thầy nào cũng được, miễn là ông thầy đó tận tâm, không tham lam tăng giá và đặc biệt không giấu nghề như Trung Quốc. Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Chu thì cho rằng về xây dựng đường sắt cao tốc thì Trung Quốc là quốc gia đứng số 1, làm nhanh nhất, rẻ nhất. Nhưng đó là người Trung Quốc làm cho người Trung Quốc, còn người Trung Quốc làm cho nước ngoài, giá thành chỉ bị đẩy lên, có thể tăng gấp 2, 3, 4 hoặc 5 lần. Thời gian thi công cũng bị kéo dài như trường hợp tàu điện trên cao Cát Linh, Hà Đông. Hệ thống đường sắt cao tốc của Pháp, viết tắt là TGV, được sử dụng động cơ điện và hệ thống điện cao áp, đạt được vận tốc tối đa 350 km/h, có thể là một trong những lựa chọn. Trong chuyến thăm chính thức cấp nhà nước của ông Tô Lâm đến Pháp lần này, người ta hy vọng Việt-Pháp có thể ký một biên bản ghi nhớ về dự án này. Tuy nhiên, theo giới chuyên gia, dự án nói trên tổng mức đầu tư 67 tỷ đô la là tương đối cao so với mặt bằng của thế giới và giá thành đường cao tốc lệ thuộc giá bất động sản và nguy cơ điều chỉnh giá là điều rất có thể sẽ xảy ra trong tương lai khi dự án được khởi động. Học giả Trương Nhân Tuấn cho biết thêm, trước khi chốt dự án cần phải thanh trừng đám tài phiệt bất động sản đi trước đón đầu để thổi giá đất lên cao, cũng như cần thanh trừng đám quan tham ăn chia với giới tài phiệt để mà thổi giá đất. Vì nếu để nợ quá lớn, giá vé sẽ tăng cao, dự án dễ dàng bị phá sản. Vào ngày 30 tháng 9, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã có buổi làm việc với Bộ trưởng Bộ Công nghiệp, Công nghệ Thông tin Trung Quốc Kim Tráng Long về hợp tác trong lĩnh vực giao thông. Phía Việt Nam vẫn đề nghị Trung Quốc thúc đẩy tăng cường hợp tác đường sắt đô thị, đường sắt Bắc Nam và thúc đẩy triển khai 3 tuyến đường sắt kết nối Việt Nam-Trung Quốc. Việc Bộ Chính trị Trung ương thống nhất và quyết định chủ trương dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam không phụ thuộc vào nước ngoài được cho là một đòn đau của ông Tô Lâm dành cho ông bạn vàng Tập Cận Bình ở phương Bắc. Quý vị và các bạn phải theo dõi bản tin dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam, Tổng Bí thư Tô Lâm lại cho Tập Cận Bình một vố đau. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.